Tôi là tên đầy đủ là Lê Tiến Dũng. Tôi làm cái nghề này là tính ra năm nay là 40 năm rồi. Từ bắt đầu từ năm 1980. Thường là tôi ra đây là lúc 8 giờ sáng và về là 5 rưỡi chiều. Ở một góc nhỏ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, có một người vẫn lặng lẽ, tỉ mỉ với từng nét chữ được khắc bằng tay. Ông tên thật là Lê Văn Kính, nhưng lại thích nhận mình với nghệ danh Dũng Khắc Chữ. Vào năm 1980, chàng trai Lê Văn Kính lúc ấy 22 tuổi, dù đã thi đậu và từng học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhưng vì nhiều nguyên nhân, anh không thi tốt nghiệp mà vào Nam lập nghiệp với cái nghề khắc chữ đã vận vào thân lúc nào không hay. Thực sự là nó là chỉ một chuyện mà tình cờ thôi. Thì chú hồi xưa ấy là chú cũng rất đam mê về kiến trúc. Thế nhưng mà chú học dở dang thì chú phải đi bộ đội. Tình cờ là mình đi qua đường mình thấy có một cái người mà người ta ngồi ta khắc ở ngoài đường á. Mà thực sự nói chung là cũng không có được đẹp lắm. Mà mình nghĩ rằng cái khả năng của mình làm được hơn nhiều, mà tội lúc đó là bọn chú về là nó như cái năm 80 ấy là nó không có công ăn việc làm. Thì bạn bè chú lúc đó nó cũng rất nhiều người đi học ra trường nó không việc làm. Thế nó mới khuyên chú là thôi mình cứ ở trong đó kiếm đi, kiếm cuộc sống đi. Thế chú mới quyết định chú mới ở trong này. Ở trong này thì lúc đó là chú cũng, hồi đó là cái phong trào mà cái cây viết của mình nó chỉ cây viết gọi là hero ấy, là đã rất quý quý rồi. Cho nên bất cứ ai ta mua một cái cây đó thì người ta đều khắc tên cả. Lúc đó thì bảo thôi bây giờ mình cứ lấy cái ngắn với dài, mình cứ làm ra đi, mình cứ làm việc đi, sau nếu mà có điều kiện mình lại chuyển sang cái nghề khác hoặc đi học tiếp. Thế nhưng mà thực sự là cái công việc thì những cái giai đoạn đó thực sự công việc nó rất nhiều, công việc nó cuốn hút đi nhiều quá. Thế dần dần bắt đầu tuổi trẻ thì thôi cái dần quên đi, thì coi như chấp nhận đây là một cái nghề, coi như thành một cái nghề luôn. Cái cuộc sống nó quá nhanh, 40 năm trời nhưng mà mình đến lúc mình cứ mơ tưởng như là nó mới xảy ra gần đây ấy. 40 năm trôi qua như cái chớp mắt, con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã có nhiều thay đổi. Chỉ còn Dũng Khắc Chữ là vẫn ngồi đấy qua nhiều năm tháng. Khách hàng tìm đến ông bởi yêu thích nét khắc thủ công, tạo nên cái hồn và sự khác biệt trong từng nét chữ. Một số người đã trở thành khách quen của ông. Chú là khách hàng quen của chú Dũng bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng hai mấy năm rồi. Wow. Có thể lâu hơn, tôi không nhớ lần đầu năm nào nhưng mà lâu lắm rồi. Yeah. Ông đã khắc cho tôi chắc khoảng 100 món gì đó. Còn tại sao chọn ông Dũng? Tại ông khắc quá đẹp. Theo tôi biết thì trên mình không có người thứ hai vậy. Cái mình làm bằng tay ấy, thì nó chỉ có đẹp hay không đẹp thôi. Còn hư thì không bao giờ có được. Thế nhưng mà cái đẹp và cái không đẹp thì gần như là mình khoảng độ có 80%, 80% thì khách người ta đều chấp nhận hết. Từ một công việc mưu sinh, khắc chữ đã trở thành cái nghiệp đối với ông Dũng. Ông đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức cho cái nghề hiếm có này. Bây giờ bọn chú làm cái này là nó đỡ, cách đây là khoảng độ được 20 năm rồi. Còn 20 năm về trước là bọn chú làm bằng cái mũi nhọn, mài bằng cái mũi khoan, mình mài cho nó thành cái giống như cái mũi con két ấy. Thế xong giờ bắt đầu mình dùng cái sức mình ấn xuống, mình dùng lực rất nhiều. Thế nhưng mà bây giờ cái máy này nó đỡ ở cái chỗ này, nó trợn lực cho mình. Thì khi nó xoay thì nó mài, nó quyết xuống. Nhưng mà nó khó hơn là cái khác kia là cái này. Lúc đầu thì rất khó, nhưng người nào mới cầm vào thì nó sẽ chạy như công cả. Thế nhưng mà bây giờ mình làm quen rồi thì mình khống chế, mình có làm chủ được cái tốc độ quay của nó thì nó là bình thường. Nó có rất nhiều mũi, có hiểu không? Mũi to, mũi nhỏ, mình khắc trên kiếng hoặc trên đá. Máy này là chú tự chế ra. Thực sự cái cây này thì là chú dựa theo cái nguyên lý của cái bên nước ngoài ta ra sản xuất. Nói chung là cái lúc đó là cũng lao công khổ cực, khoảng độ mất mấy tháng trời đó. Mấy tháng trời là cái tối nào chú cũng về, chú mày mò, chú nghiên cứu xong việc làm. Mấy tháng trời cuối cùng vẫn được cái này. Thứ nhất là nó rất rẻ. Mình mua cái máy của mình bây giờ chú chế nó chỉ khoảng độ mất 20-30 ngàn cái thôi. Từ 20 năm nay thì chắc là cũng khoảng độ cả hàng trăm cây ấy con. Cái này nó cũng một thời gian nó cũng hư con. Nó một thời gian nó hư xong rồi mình phải làm lại. Chú lúc nào chú cũng phải sơ cua một cây. Đó, mình làm ít nhất là phải có 2 cây. Còn như bây giờ của chú là có cả 8 cây. Nhưng mà 8 cây đó là chú khắc rất nhiều chất liệu. Mỗi một chất liệu là chú dùng khoảng 2 cây. Đấy, thì nếu mà cái cây này đang đột xuất nó có hư thì mình chuyển sang cái cây kia.
Đó, nó như vậy. Hoặc là có những lúc mà chú làm số nhiều, ví dụ như khách 100 cây viết thì nhiên lúc mình phải sử dụng 3 cây, thì nó cây viết nó mình chỉ xài khoảng độ cao lắm nó được khoảng độ 15 phút là bắt đầu nó nóng. Nếu mà mình xài cố là nó đứt dây, nên là mình lại phải lưng lại cho nó nguội, phải thay đổi 3 cây. Cái mũi này là con sò nó rất, trông rất bạc này thôi, thế nhưng nó đi chất tất cả mọi cái chất liệu, nhưng mà phải nét lớn trên inox hoặc trên sứ hoặc trên pha lê. Thì đây là cái mũi này người ta gọi là mũi cát xòa, nó rất cứng, nó mài nên bất cứ cái gì được. Còn cái này là cái mũi nhỏ đi trên vàng đấy, hoặc là trên một số cái nhựa mềm. Còn cái này là mình đã đi trên một số những cái khung hình nó bắt buộc khắc chữ lớn bằng cái loại nhựa hoặc là bằng gỗ. Có thể nói rằng mỗi chữ khắc của ông Dũng là một dấu ấn nghệ thuật, bởi kết tinh trong đó là tài hoa của đôi tay, sự am hiểu về mỹ thuật và 40 năm kinh nghiệm qua hàng vạn chữ khắc khác nhau đã được ông thực hiện. Học cái nghề này thì học thì rất dễ, nhưng mà khi làm để mình có những người khách tâm huyết với mình, kéo với mình lâu năm hay không là mình phải có ít nhiều mình cũng phải có một cái trình độ về mỹ thuật. Viết chữ, chúng nói là cái nét chữ, đặc biệt là vẽ có khi con học dễ hơn, nhưng viết chữ không dễ, vì viết chữ nó trở thành một cái nếp từ nhỏ rồi, cái tay nó cũng luyện tay từ nhỏ. Nét chữ là nét người, có nghĩa là anh phải kiên trì, anh phải luyện, anh phải có cái đam mê thích về cái nét chữ thì nét chữ nó mới đẹp được. 40 năm ngồi bên góc đường, gặp gỡ qua không biết bao nhiêu khách hàng, có biết bao chuyện buồn vui mà ông Dũng đã trải qua. Cú đáng nhớ nhất là có một cái người đó, thì cách đây khoảng độ có gần phải 20 mấy năm, thì đầu tiên là có cái chương trình VTV4 ấy ra, nó quay chú về những cái, nó gọi những cái nghề nghiệp mà ở Việt Nam thủ công ấy để đưa ra nước ngoài ấy. Thì khi phát cái nghề đó, khi ông ấy phát một cái chương trình nó phát, thì có một cái ông người Hà Lan, thì ông ấy là người Hà Lan nhưng vợ là người Việt kiều, ông ấy sang ông ấy cầm một đống đồ về Việt Nam ông khách. Ông bảo là tôi lấy vợ người Việt Nam, nhưng mà tôi sang Việt Nam tôi mua rất nhiều đồ lưu niệm, nhưng mà tôi không có cái chữ khắc. Khi tôi coi chương trình này cái tôi mừng quá, tôi kêu vợ con quay vào đây để khắc. Vì cái người châu Âu ấy là người ta không giống như người Việt mình, cái đồ lưu niệm người ta giữ suốt đời, người ta không dùng. Người ta có những ví dụ như con tặng cây viết như này là không bao giờ dùng, người ta về ta bỏ trong một cái tủ riêng của người ta. Thế để những ngày nào đó người ta đi ra ta ngó thấy chữ này, à hôm nay tôi nhớ được đây là tôi đến Việt Nam, hôm nay tôi đi Trung Quốc hoặc đi Thái Lan. Đấy là những cái cuối đời người ta có những thú vui người ta vậy. Lúc đầu người ta đưa cho mình, người ta rất sợ, người ta run lắm, trong nét mặt người ta trao cho mình, người ta cảm tưởng như là không biết có làm được hay không. Thế nhưng khi người ta cầm xong rồi cái ta ngạc nhiên, người ta ồ lên cái ta nói. Thế là cái đấy là cái niềm vui của mình. Đấy, thực sự là mình rất nhiều cái trường hợp cứ làm như vậy. Thành phố đổi thay từng ngày, công nghệ hiện đại đã len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc sống. Ông Dũng khắc chữ gặp nhiều khó khăn để tồn tại và giữ nghề, khi nhiều nghề thủ công khác đã mai một. Cái máy móc bây giờ là nó xen vào rất nhiều. Ví dụ bây giờ là khắc laser rồi khắc bằng cái công nghệ CNC 3D tùm lum thứ ở cắt nước. Thế nên bây giờ người ta tiện đâu người ta làm đó. Thế nên những người đó người ta không sống được. Đến bây giờ là cái nghề này gần như là mai một hết. Có nghĩa là cái nghề này nó khó cái chỗ nào. Nếu con làm liên tục thì nét chữ rất mềm mại, nó đẹp, nhưng mà cái chữ nó có hồn, nó bay bổng, nó có cái nó thanh cái đậm. Nhưng mà nếu mà mình không làm thường xuyên thì nó chỉ được một cái khuôn phép, nó rất gò, cái chữ nó không được tự nhiên. Thì con chú thì nó lại học bên thiết kế đồ họa, chủ yếu vì lớp trẻ bây giờ nó lại thích làm trên máy thôi, chứ nó không thích làm theo cái kiểu như thủ công như bọn chú rồi. Chú có nghĩ rằng bây giờ mình làm suốt đời rồi, bây giờ chú cũng nghỉ, thì bây giờ chú đang đào tạo một cái người em chú, chắc chú mấy tuổi, thì cố gắng là có khi chú đi thì em chú sẽ ra đây. Đấy, thì chú nên chú đi để thứ nhất là mình duy trì được cái, tất nhiên là không bằng chú được, nhưng mà cái xã hội nhiều cái máy móc không làm được. Đấy, chú nói như cái ví vừa cái tượng, cái chân đế của những cái đó thì máy không làm được. Đấy, máy mà bây giờ nó, nếu mà nó có làm được chăng nữa thì cái giá thành nó cực cao, vì nó không biết là nó tròn, nó phải xay tùm lum thứ, thì nó thiết kế ra xong bắt đầu ấy thì nó chạy một cái đó thì
nó phải vài trăm ngàn trở lên, khoảng 1 triệu đồng trở lên thì sẽ không ai nào, mà thời gian rất mất thời gian. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với nhiều đổi thay, nhiều người làm nghề xưa, nghề cũ cũng đã giải nghề. Ông Dũng khắc chữ thì vẫn ngày ngày ngồi đây, cho đến khi nào vẫn còn có người cần ông và tìm đến ông.